Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 12 tháng 2 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học định kỳ hàng tháng. Và cũng hôm lần này cũng là dịp để chúng ta cúng rằm tháng Giêng đầu năm mới, năm Nhâm Dần. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Có buồn ngủ không? Lâu lắm rồi chúng ta mới có được một buổi đông đủ, nhất là quý bác lớn tuổi sau coi như 2 năm dịch bệnh. Thì bây giờ chính phủ Canada đã có nhiều cái luật nới hơn nữa, tức là bây giờ là mình đi đến nhà hoàng, đi vào trong khách trong nhà hàng á, không có cần phải trình cái thẻ chích ngừa vaccine. Và có thể là trong tương lai là sẽ miễn luôn những cái phần thử COVID khi qua lại. Đó là tương lai, chưa biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình khỏe được cái chuyện là đi đâu cũng phải xách hai ba cái thẻ theo. Đi gần lúc trước giờ là đi đến nhà hoàng cũng phải cầm hai cái thẻ, một thẻ là mình đã chích ngừa và một cái ID có tên của mình hoặc có hình của mình ở trên đó để họ so, chứ một thẻ không đủ. Thẻ kia thì không có tên, rồi họ muốn hai thẻ phải có tên đầy đủ để dễ dàng kiểm chứng. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đi Phật sự về hôm chiều thứ Năm. Thì vừa về đến Edmonton thôi thì nhận được tin là bác Diệu Quang mất. Cho nên là đi thẳng vào trong nhà dưỡng lão, chỗ bác đang nằm dưỡng đó, thì hộ niệm cho bác. Thì xong rồi ngày hôm qua thì đã ở trên Tây Thiên nguyên một ngày, về tới đây rồi tụng kinh tối, xong rồi mới họp với gia đình để bàn cái chương trình tang lễ. Thì gia đình đã thống nhất là tang lễ của bác Diệu Quang sẽ được thực hiện vào 12 giờ rưỡi trưa ngày thứ Sáu tuần này, tức là ngày 18 Tây tháng này đó, tức là thứ Sáu đó. Bác Minh Kính, tức là bác hội trưởng của Hội Phật giáo ở Regina, bác cũng mới mất hôm thứ Ba tuần rồi. Cho nên thứ Ba tới đây Pháp Hòa phải đi xuống Regina để lo tang lễ cho bác vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần sau. Thì thứ Năm trở về đây để thứ Sáu lo tang lễ cho bác Diệu Quang. Rồi sáng thứ Bảy lại phải đi Kelowna để lo Tết cúng đầu năm cho Phật tử ở chùa Tây Trúc. Rồi mới quay về lại đây ngày thứ Hai. Thành thử ra tuần tới này chương trình rất là nhiều, nhưng mà sức khỏe thì lại không có, cho nên tất cả đều phải ráng, chứ còn làm thì nó hết sức rồi. Thì bữa nay mình, trưa nay thì mình có chương trình sinh hoạt Phật Pháp. Thì Pháp Hòa muốn cùng với đại chúng tiếp tục học kinh Đại Bi cho hết, ráng mình hết cái phần này. Thì tối nay nếu có thời trở lại chương trình á, thì Pháp Hòa sẽ có việc khác để sinh hoạt với đại chúng. Thì nếu có thời giờ thì Pháp Hòa sẽ giới thiệu đại chúng ba vị hòa thượng mà hôm nay chúng ta đã cúng dỗ, để cho quý vị có khái niệm về quý ngài một chút. Thì mình là con cháu của các tổ. Thì khi mình nói mình cúng tổ, cụ tổ đó, thì ít nhất mình cũng phải biết những vị này là ai, như thế nào. Thôi bây giờ mình bắt đầu trở lại học tiếp kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Bữa nay là kỳ thứ 34. Cái phẩm này là cái phẩm có tên là Giao Phó, phó chúc chánh pháp, tức là Đức Phật giao cho mình một cái nhiệm vụ là mình phải làm sao mình duy trì
cái mạng mạch của Phật pháp. Thường thường á, con người mình á, khi mình sống á, thì người ta hay bắt mạch, phải không? Tức là nếu mà cái mạch mình còn nhảy á, thì nghĩa là mình còn sống. Thì cái mạng mạch mà ở trong người mình á, cái mạch, những cái mạch ở trong mạng, trong cơ thể mình á, là nó nói lên cái sự còn sống của mình. Cho nên người ta muốn biết mình còn sống hay không á, thì người ta hay để tay vào những cái mạch để người ta biết là cái nhịp đập của mình nó mạnh, nó yếu hay là nó đã ngưng. Thì Phật pháp á, cũng có một cái từ như vậy, gọi là mạng mạch Phật pháp. Nghĩa là mình phải làm sao mình giữ cái nhịp mạch đó, cái nhịp đập đó của Phật pháp nó liên tục, nó sống còn chứ nó không chết. Thì đó là cái trách nhiệm của mình. Thí dụ bây giờ có những vị người ta ở một cái vùng nào đó, người ta không biết thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà bù lại các vị rất là siêng năng trong cái tinh thần phụng sự những người Phật tử, những cái nhu cầu họ cần, dù mình không biết thuyết pháp, thì mình có thể đọc kinh, mình tổ chức những ngày niệm Phật, mình tổ chức những ngày tu tập trì kinh, và hoặc là thậm chí mình mở những bài giảng lên để làm sao giữ cái lửa tinh tấn đó cho Phật tử. Thì Pháp Hòa cũng có cái suy nghĩ là mình cũng cảm ơn cái chương trình, cái hệ thống internet đó. Trong suốt 2 năm qua mà nếu mà không có internet đó, thì mình không biết làm sao để mình giữ, mình tiếp nối, mình giữ cái sự liên lạc và là tu tập giữa mình với những Phật tử, không nếu mà mình không thể đi đâu được hết. Mình suy nghĩ ra mình thấy là cái internet 2 năm qua là giúp mình nhiều. Cái quan trọng là mình có sử dụng nó đúng. Ví dụ cũng có nhiều khi người ta không có biết mấy cái chuyện này, là không thích mấy chuyện này, thì người ta có thể lên mạng, người ta chơi game, người ta làm quen thế này thế kia. Thì cũng có những trường hợp là do cái dịch bệnh này mà những cái đổ vỡ khác nó lại sanh, những cái nợ nần, những cái khó khăn khác nó sanh ra. Còn nếu mình có chánh niệm thì chút xíu nữa mình có một cái từ trong này, thì mình có cái chánh niệm. Thì chánh niệm là gì? Tức là cái suy nghĩ chân chánh, cái nhớ nghĩ chân chánh, cái ý thức chân chánh để mình làm những cái việc gì mình cần làm. Ví dụ bây giờ mình nhận ra là năm nay là mình đã bao nhiêu tuổi rồi, và mình thấy rằng mình chưa có làm được những cái việc gì lợi ích cho bản thân. Hôm qua hôm kia vậy đó, thì có một người Tây Phương, họ mới hỏi Pháp Hòa là làm sao giúp cho họ có một cái hướng sống tốt hơn. Thì bây giờ mình giới thiệu một người Tây Phương mà chưa biết gì hết mà mình phải nói thì mình sẽ nói. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng cái câu này nếu mà nói thì nó không phải riêng cho người Phật tử, cho cái người Tây Phương, mà nó là những người Phật tử của mình, những người sống trên đời. Mình ráng sao mình làm 3 việc. Thứ nhất, sống không hại người, không hại mình, không hại người, và làm lợi cho xã hội, sống tốt cho xã hội. Nếu mà mỗi một công nhân, mỗi một người sống mà mình ráng mình làm được 3 việc: không hại mình, tức là mình không tổn hại thân thể mình, phải không? Hồi nãy có một em nhỏ lắm, khoảng chừng 15 tuổi thôi, thì trong gia đình có việc cho em rất là buồn, thì em mới lên gặp Pháp Hòa. Thì bây giờ mình không biết mình làm gì, thì Pháp Hòa mới tặng cho em một sâu chuỗi. Nhưng mà Pháp Hòa dạy cho em cái sâu chuỗi niệm Phật khác lắm. Cái cách Pháp Hòa bữa nay nói với em là tại vì em là một người không biết gì Phật giáo hết, thì nó buồn, nó đi tìm mình thôi. Mà nếu mình biểu niệm Phật như vậy á, thì chưa có pháp thực tập cho nó. Cho nên Pháp Hòa mới nói bây giờ con cầm cái sâu chuỗi này. Thì Pháp Hòa mới đi vào đề bằng cách đó là cuộc đời này nó có những cái vui, có những cái buồn. Mình vui á, thì
thì mình đừng có dính mắc, mình đừng có nghĩ rằng cái vui này phải là mãi mãi. Rồi khi mình buồn á, thì mình đừng có nghĩ rằng cái buồn này là the end of the world. Cái buồn này là cái mà tận cùng của xã thế giới. Không phải đâu. Giống như hôm nay nắng thì ngày mai mưa, rồi mưa rồi phải có những ngày nắng. Dù buổi sáng nó có nắng đi nữa thì chiều lại nó cũng phải tối. Mỗi lần con cầm sâu chuỗi này lên thì con lần như vậy. Thì con nhớ rằng mỗi một lần con lần tới là con đi tới. You move forward. Không có niệm Phật. Nói với nó niệm Phật đâu có ích. Một hộp chuỗi con lần tới là tự nhắc con I will move forward. Và mỗi một hộp đi tới thì mỗi một hộp nó mới. Ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng mà ngày nào nó không giống. Không giống ngày nào hết. Tại vì mỗi ngày mỗi mới. Và con biết rằng cuộc đời này luôn luôn thay đổi. Không có buồn mãi mà cũng không có vui hoài. Vui thì đừng dính mắc, mà khổ thì đừng có nản lòng. Mà mình phải biết tiếp nhận cái ngày đó và mình cảm hóa nó. Sẵn ở trên bàn có cái bình bông, Pháp Hòa mới chỉ vô cái bình bông và nói nếu mà mình nhìn vô bình bông mình chỉ thích cái phần bông thôi mà mình quên phần đất là không được. Tại vì nếu không có đất thì không có bông. Nhờ có đất, đất nó dơ, nó hôi, nhưng mà không có đất, không có dơ này thì không có cái hoa đẹp. Cuộc đời này cũng vậy, không có những cái, không có những cái khó khăn thì sẽ không có những cái hạnh phúc. Cho nên con luôn luôn biết hướng tâm mình về cái tích cực và không để cho cái tâm mình nó tiêu cực. Dạy nó lần chuỗi như vậy. Mỗi lần con buồn con lấy ra, con hít vào, con thở ra, con bấm một hộp. Và mỗi một hộp chuỗi là con đang đi tới một ngày mới. Và mỗi ngày là một hộp chuỗi. Mà mỗi một ngày, mình nói là mỗi một ngày, nhưng mà thật sự mỗi ngày, ngày nào nó cũng có những cái hay của nó, có những cái đẹp của nó. Quý vị thấy không? Mình sống 365 ngày và nói ôi ngày nào cũng giống ngày nào thì đúng rồi, mỗi ngày mình giống, nhưng mà có thể nó khác đó. Thí dụ mình cũng nấu nồi canh đó, hôm qua mình nấu mà bữa nay mình nấu nồi canh, có thể nó sẽ khác đó. Chính mình nấu thôi, không bao giờ cái nồi canh nó giống nhau, phải không? Cho nên mình tu tập theo Phật giáo đó, là mình có cái, mình làm sao mà mình biến cái pháp tu của mình nó trở thành ra thiết thực trong cuộc sống. Thì thay vì một, nếu một cụ lớn tuổi thì mình nói bác niệm Phật đi, ai gì là Phật lần Phật. Nhưng mỗi em nhỏ mình biểu nó niệm Phật, nó chưa có khái niệm gì hết. Và cái hộp chuỗi đó là để giúp cho nó nhận diện mỗi ngày để nó đi tới. Và con thấy cái sâu chuỗi này nó liền lạc không? Đó là một cái vòng tròn. Và hộp này nó sẽ nuôi dưỡng hộp kia, nó khích khao với hộp kia. Ngày này nó nuôi dưỡng ngày hôm nay, nuôi dưỡng cho ngày mai. Thì cái mình cái mạng mạch Phật pháp cũng vậy. Mình tu làm sao mà mình không có nản lòng, không có thối tâm thối chí gì hết, mà mình thấy mỗi ngày mình sống có hạnh phúc, có an vui nhờ cái giáo pháp tu tập của mình. Thì bây giờ mình tiếp tục cái phần kinh ha. Này A Nan, Như Lai vì các thiện tín thiện nam tín nữ trong đời vị lai mà phó chúc cho thầy kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp, khiến cho họ được nghe. Cái chữ thiện nam tín nữ mình đã giải thích nhiều lần rồi. Bất cứ người nam người nữ nào đều phải đủ hai phần, hai cái yếu tố để gọi là một đệ tử của Phật. Đó là thiện là tốt á, tín là có niềm tin. Nhưng mà để thí dụ mình nói thiện nam, không lẽ người nam thiện không mà người nữ không có thiện? Nhưng mà tại mình nói một câu nghe cho nó có âm có điều là thiện nam tín nữ. Còn nếu mình nói đúng chữ là thiện tín nam, thiện tín nữ. Người nữ cũng phải có đủ thiện và tín, người nam cũng phải có đủ
thiện và tín. Vì vậy cho nên phải nói đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ. Như ở đây mình nói cho cái chữ nó dễ ghi nhớ là thiện nam tín nữ. Như Lai vì các thiện nam tín nữ trong đời vị Lai mà phó chúc cho thầy kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp, khiến cho họ được nghe. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Nếu họ không được nghe chánh pháp này thì đó là sự mất mát lớn lao. Người mà không nghe được một cái chánh pháp là một sự mất mát lớn lao. Pháp Hòa mới nói với cái em đó, Pháp Hòa nói trong cuộc sống này mình cần phải express những cái khổ đau, cái nỗi niềm của mình. Express là gì? Là mình bày tỏ ra. Còn nếu mình cứ giữ nó trong lòng lâu ngày qua, nó explode, nó nổ ra. Và khi nó nổ là mình bị tổn thương mà người khác cũng tổn thương. Còn nếu mình express ra đó, mình nói ra được những cái niềm đau đớn khổ của mình á, thì mình được nhẹ nhàng, you release. Và người khác cũng có cơ hội hiểu mình và giúp cho mình, lợi quá chừng. Mình nói ra được thì mình nhẹ nhàng và mình bảo hộ được mình, và người kia cũng bảo hộ được bản thân họ và mình vì họ hiểu mình hơn. Còn mình giữ ở trong lòng, đến một ngày nào đó mình chịu hết nổi, mình nổ tung ra, mà khi nổ tung là đổ vỡ, nổ tung ra là bể nát, mình cũng hư hao khổ đau mà người kia cũng hư hao khổ đau. Cho nên nếu mà mình được có một cái người nào á, một cái may mắn trong cuộc đời mình, nếu như mà mình có được một người biết lắng nghe mình và hiểu mình, đó là một may mắn. Và có thể nói là một món quà cho cuộc đời của mình. Chứ nhiều khi mình triệu người quen có mấy người thân. Mình quen cả triệu người nhưng mà mấy người mình thân. Nhiều khi ai mình quá trời bạn thân mà đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Tôi nhiều bạn thân lắm nhưng mà có chuyện thì thân ai nấy lo. Thật là một cái người mình có một người mình quen được một ai đó mà mình, người đó sẵn sàng biết lắng nghe mình, biết chia sẻ với mình những niềm đau nỗi khổ, đó là một món quà lớn cho cuộc đời mình và một may mắn cho mình. Tại vì có nhiều người người ta đâu có đủ khả năng lắng nghe, và có nhiều người nghe nhưng mà không quan tâm, không hiểu, không có tìm hiểu, không chịu hiểu thì cũng khổ lắm. Cho nên đó là một món quà. Vì vậy cho nên nếu như mà mình, nếu ở trong đời này mà không nghe được cái điều chân chánh để mà giúp cho mình thẳng ngay con đường mình đi á, đó là một sự mất mát lớn. Phong và ví dụ như bây giờ mình đi đâu mà không biết đường, biết ngõ gì hết, đi cả buổi trời rốt cuộc á, cái mình nói gì, trời ơi thiệt là mất gì, mất thì giờ, trước hết là mất thì giờ, rồi kia chưa nói là mình tốn xăng và không được gì hết. Cho nên mình đi đâu mà có làm cái việc gì mà có ai chỉ dẫn ngọn ngành cho mình thì thiệt sự đó là một may mắn. Tại vì mình đỡ mất thời giờ lắm. Mình đi đến nơi đến chốn và có được những cái con đường để mình đi, đó là một may mắn. Cho nên nếu không nghe được chánh pháp này thì đó là một sự mất mát lớn lao. Chứ trong cuộc đời này mình mất tiền mất của không bằng mình mất hướng đi. Mình mất đi cái thí dụ mình mất niềm tin là một cái khổ lắm. Tại vì bây giờ mình không còn tin ai nữa là một cái lost. Giờ cái cô đó cổ than, bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Bây giờ tôi chẳng còn yêu vì người ta cứ phụ tôi hoài, tại không còn niềm tin gì nữa. Vì vậy cho nên hôm nay Như Lai vì các thiện nam tín nữ trong đời vị Lai kia mà đem kho tàng pháp bảo phó chúc cho thầy. Cái kho chứa pháp gọi là pháp tạng. Kho pháp tạng. Còn cái chỗ, cái phòng mà chứa kinh đó, là kinh tạng, gọi là tàng kinh.
tàn kinh cát, tức là cái nhà, cái lầu để mà chứa kinh. À, chữ tạng là chứa. Nếu họ được nghe thì vô cùng lợi lạc. Do nhân duyên này mà Như Lai nói một thí dụ khác. Nếu mà người nào mình nói pháp cho người ta nghe mà người ta được nghe đó, đó là một cái lợi lạc lắm. Này A Nan, ví như vị chuyển luân vương mở rộng kho tàng rồi ban lệnh cho các quan viên giữ kho tàng rằng: các khanh hãy cúng dường cho chư vị Sa Môn và Bà La Môn, hãy bố thí cho những người nghèo cùng đi xin ăn và những kẻ qua đường. Hãy tùy theo nhu cầu của họ, ai cần thức ăn thì cho thức ăn, ai cần thức uống thì cho thức uống, cần xe thì cho xe, cho đến các loại hương hoa, y phục, đồ nằm, nhà cửa và những thứ khác cần thiết cho đời sống. Bây giờ có một ông vua mở kho và dặn người làm, các quan của ông rằng á, mở cửa kho ra cho các vị Sa Môn, Bà La Môn, những người nghèo, những người ai người ta cần quần áo, thức ăn, xe cộ, cứ nhu cầu người ta là cứ cho. À, các quan viên giữ kho được lệnh vua nhưng không thi hành lệnh ấy, không cúng dường, không bố thí. Này A Nan, ý thầy thế nào? Đó là lỗi của ai? Bây giờ ông vua cũng ra lệnh như vậy mà quan không có chịu làm thì lỗi của ai? Thì Tôn giả A Nan trả lời: Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đó là lỗi của các quan giữ kho chứ không phải lỗi của chuyển luân vương. Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Này A Nan, Như Lai là pháp vương, trong vô số kiếp đã tích tập kho tàng pháp bảo vô thượng như thế. Từ khi giác ngộ rồi, Như Lai muốn cho kho tàng ấy được phát triển sâu rộng thêm, bèn đem chỉ bày diễn nói trong các hàng trời người. Riêng về thầy, này A Nan, Như Lai chỉ dạy cho thầy là vì muốn cho các hàng Sa Môn, Bà La Môn và phàm phu có tâm kính tinh, muốn tìm cầu nghĩa lý giáo pháp, tất cả đều được nghe. Bởi vậy, này A Nan, hôm nay Như Lai đem kho tàng pháp bảo này phó chúc cho thầy. Nếu thầy không diễn nói rộng rãi cho các hàng tịnh tín Sa Môn, Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ và phàm phu yêu thích nghĩa lý của giáo pháp thì thầy sẽ có lỗi. Bây giờ Phật nói là giống như ông vua mà mở kho cho mà quan không cho là lỗi của quan. Cũng như thế, Đức Phật giao cho Ngài A Nan cái chuyện gọi là đi truyền dạy giáo pháp mà Ngài A Nan không làm, đó là lỗi của Ngài A Nan. Nên là lấy Ngài A Nan ra ví dụ thôi, chứ còn là mình cũng là trong đó, hay là tất cả đệ tử Phật đều trong đó hết. Tức là Phật giao cho mình cái trách nhiệm đó mà Phật mình không làm. Vì sao vậy? Này A Nan, Như Lai là chuyển luân vương của pháp bảo vô thượng, có nhiều kho tàng công đức, nhiều pháp trợ đạo, đầy đủ bảy thứ pháp tài, mười sức vô úy, hoàn toàn tự tại ở giữa vạn pháp, nên được gọi là pháp vương. Ở đây là giải thích lại cái chữ pháp vương. Cái chữ pháp vương Pháp Hòa hay giải thích đó. Pháp là Phật pháp, là giáo pháp, vương là vua. Nếu đứng trên phương diện giáo pháp, Đức Phật là vua của giáo pháp, nghĩa là Ngài có thể cho mình tất cả những cái giáo lý, những cái phương pháp để chúng ta thực tập, để chúng ta hết khổ. Còn nếu nói ở một cách khác là Ngài là pháp vương, là Ngài biết tất cả các pháp. Thí dụ khổ Ngài biết, vui Ngài biết, buồn Ngài biết, giận, tất cả các pháp Ngài biết hết. Và pháp nào Ngài cũng có cái cách để mà Ngài ứng phó với cái pháp đó. Cho nên gọi là pháp vương, biết tất cả pháp và có đầy đủ phương pháp để mà ứng phó. Cũng giống như bây giờ một vị thầy thuốc bắt mạch là biết tất cả các loại bệnh và có thể cho tất cả các toa thuốc để người đó trị bệnh, thì người đó là một lưu y, một thần y, mà một vị mà có khả năng biết bệnh và cho thuốc. Thì Đức Phật cũng như thế, Ngài biết các tâm bệnh của chúng sanh và Ngài cho mình cái phương pháp để mà giúp cho mình vượt đi những cái đó. Khổ cũng là một pháp, vui cũng là một pháp. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng sanh mình khổ, cái mình nghĩ rằng cuộc đời mình khổ quá, cho nên mình sợ khổ lắm. Tại vì sao? Tại mình bám vào cái vui. Nhưng mà thật sự cái cuộc đời này vui và khổ cả hai đều không có bền bỉ.
Mà cái vui mà của cái bền bỉ là cái vui gì? Cái vui bình thường, cái vui không có do một cái tác động nào hết, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Ví dụ mỗi ngày sáng mình ngủ dậy nè, ngủ dậy cái mình thấy mình còn thở nè, còn sống nè, rồi mình còn đi đứng được nè, mình còn nấu ăn được nè, mình còn gặp được người thân nè, mình có công ăn việc làm, nói chung là mỗi một ngày bình thường đó, cái đó vui không? Vui. Nhưng mà cái vui đó gọi là vui gì? Cái vui của vô vi, vui nhẹ nhàng, vui của tự tánh. Còn ví dụ như mở phim cười lên mình cười là có cái pháp nào nó tác động cho mình cười, rồi cái tắt đó cái mình buồn. À, okay. Rồi ví dụ như bây giờ á, mình tới chỗ đông người mình cũng vậy, mà ở chỗ một mình cũng vậy, mình không có ứng xương sống khi ở mình. Rồi khi mình như vậy là mình bị những cái hoàn cảnh, những pháp khác xung quanh, hễ đông người cái mình phấn khởi lên, có nhiều khi mình không tự chủ được, có đông người cái mình giống như lính quýnh lên, lăn xăng, không có ai, cái sao sợ quá. Hình như chỗ đó có ma, chỗ nọ có ma, pháp mình không có tự chủ được. Hay là cái khi nào á mình ngồi ở đâu mà mình bình thường á, cái đó là cái vui của người tu đó, là cái vui vô vi, không có một cái, không cần một cái pháp nào mà làm gì cho mình vui buồn gì hết, lúc nào cái tâm mình vẫn bình thản như vậy. Chút xíu cái chữ này nó có trong kinh này. Tại đến đoạn này thì phải nói vậy thôi. Cho nên pháp vương là vậy. Nhớ nha, cái chữ pháp vương là người biết tất cả pháp và có thể vượt tất cả pháp. Còn mình á, mình bị pháp gì là mình khổ đau với pháp đó. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình ngồi thiền cái mình được yên tĩnh, cái mình thấy Phật, cái mình mừng quá, mình nghĩ mình tu chứng. Thì cái này cũng là một cái nguy hiểm, tại vì cái đó là một trạng thái bình an. Và thí dụ như nếu trường hợp có trường hợp đó đi, thì cái đó là sự, mình phải ghi nhận rằng đó là một sự khuyến tấn của Phật, chứ không phải mình thành Phật. Cái mình chạy ra mình nói trời ơi, tôi được Phật ứng rồi đó, bây giờ tôi là tổ, tôi không là Phật, ít nhất tôi cũng tổ hay Bồ Tát gì, đúng không? Thật ra là rốt cuộc cái mình lơ lửng vậy, tuôn chập cái mình nói thần nói thánh. Thì cho nên trong kinh thường hay nói, trong cái giới của tỳ kheo, người chưa chứng mà cho mình chứng là cái nói dối lớn, đại vọng ngữ. Cho nên cẩn thận khi mình tu tập đó, có những cái trạng thái gì đó, một là mình đừng nói gì hết và cũng đừng dính mắc gì hết, cứ ghi nhận cảm nhận. Thí dụ muốn khuyến tấn mình đi, thôi con xin nhận cái đó như một sự khích lệ của Tam Bảo với con, vậy được rồi. Đừng dính, sao bữa nay không thấy nữa, ráng ngồi y chỗ đó, bữa tôi ngồi đó tôi thấy Phật, bữa nay ngồi ngay chỗ đó nữa, ngồi đúng giờ đó nữa, phải mặc luôn cái áo đó nữa, tại vì mình thử rồi, ngồi chỗ đó sao bữa nay không thấy, chắc quên mặc cái áo đó. Mặc cho đúng cái áo, ngồi cho đúng cái chỗ, đúng cái hướng, để mà tiếp cái điển y chang mà sao nó không giống nữa, là từ đó đau khổ. Mà nếu mà ai mà người tu là có học kinh Lăng Nghiêm á, đến cái phẩm mà gọi là Phật nói về 50 con ma đó, trong con người mình là có 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì mỗi một cái uẩn như vậy nó có 10 thứ biến hiện. Cho nên 5 lần 10 là 50. Thì chúng ta thường gọi là 50 con ma mà nó biến hiện theo cái tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ mình bị một cái con ma tưởng này. Tưởng này, con ma tưởng này thì nó có 10 thứ nó biến hiện ra, rồi mình cứ tưởng đâu là sự thật như vậy. Đó là chưa nói tới sắc. Nếu mình bị cái sắc đi thì mình thích hình ảnh, mình thích nhìn Phật, thì ma nó biết cho nên nó biến ra Phật. Nhưng mà thật sự tất cả những cái đó do cái trong khi mình ngồi tu tập, những cái biến ra, thì cái gì mà nó ngăn ngại mình, nó làm cho mình bị vướng bận, thì trong nhà Phật gọi là ma, nghĩa là sự trở ngại, chứ không phải ai nhát nhúa gì mình, đó là sự trở ngại. Cho nên ta hay kêu ma khảo, tức là nhiều cái khó khăn quá. Ví dụ như bình thường á, cái ngày nào mà mình ăn mặn, không có tuyên bố ăn chay á, ăn rau luộc cũng thấy ngon, ăn chao tương gì cũng ngon, bữa nào ăn chay cái tự nhiên phát thèm.
đang ngồi ăn đậu hũ cái chờ sao giờ không có cua ăn. Nó khổ vậy, cái ngày được ăn thì nó không ăn, mà cái ngày mà phát nguyện ăn thì bắt đầu nó sanh tâm, nó thèm đủ thứ hết, là nó chướng ngại. Chướng ngại ở cái ăn uống của mình. Thì trường hợp đó chúng ta đều gọi là khảo, là thử thách, mà mình phải vượt được những cái đó. Cho nên vượt được 50 ấm ma. Rồi quý vị hiểu chữ Pháp Vương ha. Và ở đây nói là Như Lai là chuyển luân vương của Pháp Bảo Vô Thượng, có nhiều kho tàng công đức, nhiều pháp trợ đạo, đầy đủ bảy thứ pháp tài. Bảy thứ pháp tài danh từ Phật học và Hán Việt gọi là gì? Thất thánh tài. Thất thánh tài là gì? Là bảy món báo của người tu. Đó là tín, văn, tàm quý, tinh tấn, giới, xả, tuệ, bảy thứ. Cũng giống như ở ngoài đời người ta có bảy thứ của là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người đời người ta có bảy thứ vàng, bạc, lưu ly. Lưu ly là kim cương đó. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Có thể mình không có sa cừ nhưng mà mã não có mấy chiếc. Mã não có mấy chiếc. Kim cương cũng mấy hộp. Vàng bạc cũng ít. Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Bảy cái món tài sản người đời có, thì người tu có bảy thứ. Đó là tín. Tín là gì? Là niềm tin. Ai mà có niềm tin là mình biết mình có một của báo. Thứ hai là lắng nghe, là văn. Coi vậy chứ cuộc đời này khó lắng nghe ai lắm. Vì mình muốn người ta nghe mình thôi chứ mình muốn nghe ai đó. Vì vậy mà người nào mà chịu khó mà nghe ai đó thì mới gọi là gì? Lắng nghe. Lắng nghe. Mình có lắng xuống mình mới nghe cho rõ, cho kỹ. Tín, văn. Mà văn để làm gì? Nghe để làm gì? Nghe để hiểu. Hiểu, nghe rồi hiểu. Hay là nói nghe để biết, biết để tư duy. Từ cái tư duy nó đưa đến cái hiểu. Có nhiều khi mình nghe, mình biết mà mình chưa hiểu. Muốn có cái hiểu là phải có tư duy, phải có tuệ. Cho nên tín, văn, tuệ, xả, rồi tàm quý. Tàm quý là gì? Biết xấu hổ, biết hổ thẹn. Người mà sống mà có tự trọng, có hổ thẹn á, cũng là một cái quý báo. Tại sao? Mình có lúc mình chừng mực. Rồi bên có là bên cạnh đó là gì? Có tinh tấn, có giới. Cho nên ở trong kinh Di Đà đó, trong kinh Di Đà nói ở trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có một cái hồ được làm bằng bảy thứ báo, nhớ không? Hữu thất bảo trì. Thất bảo trì tức là hồ nước làm bằng bảy thứ báo, là bảy cái nghĩa này đó. Trong kinh Di Đà nói hữu thất bảo trì bát công đức thủy, ở trong cái hồ nước bảy thứ báo đó có đựng nước tám công đức, bát công đức thủy. Cho nên kinh Di Đà mà diễn tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, nếu mà mình học kinh Di Đà là mình sẽ biết rằng á, toàn là nói chuyện tu hành không, nói chuyện hiện tại đấy nè. Rồi cái tới hồi mình tìm phát hiện là ô, người nào mà có được những cái này là mình ở Cực Lạc. Thí dụ, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, nói rằng á, ở trong đáy của ao sen á, toàn là cát vàng, nhớ không? Kim sa bố địa. Bây giờ mình cát ở trong đáy hồ, nghĩa là gì? Nghĩa là ở trong hồ, thay vì hồ sen thì phải bùn, chứ tại sao ở đây là hồ sen bằng cát vàng? Vậy thì cái chiều sâu của cái hồ đó là gì? Là sâu thẳm trong tâm hồn mình, không có phẫn dơ, không có phân đất, mà dù là những cái thứ trồng đi nữa, nhỏ nhất đi nữa, cũng là những cái kim sa, tức là cát vàng, ý chỉ cho những cái tâm niệm của mình. Ngay ở trong tâm địa của mình, từng cái chút mình khởi lên cũng thuần là thanh tịnh.
chứ không có khởi một cái gì gọi là xấu ý cho ai hết. Thí dụ ha, người ta lỡ người ta đi ngang người ta đụng mình đi, mà mình mà cái người mà không bao giờ nghĩ tốt cho ai đó, thấy không? Kiếm chuyện thấy không? Còn nếu mình nghĩ bình thường đi, ta lỡ đụng thôi mà. Và nếu mà mình còn tu tập nữa, xin lỗi chị, tôi đứng cản trở chị. Còn nếu mình không có đuôi hả, mù hả, không thấy đường hả, vân vân. Hữu thức bảo trì bát công nước thủy, ở trong đáy hồ toàn là cát vàng. Nghĩa là trong chiều sâu của tâm thức mình, mỗi một cái khởi nghĩ lên, mình có khởi nghĩ như là cát vàng không, hay lại cục não ra cũng cục đất. Mà nếu mà mình tu tập sao mà mình lúc nào mình cái nghĩ cho ai cũng toàn là cái xấu cho người là mình biết. Mình phải thanh lọc cái tư duy của mình lại. Người đời mình ta còn chưa có vậy nữa, sao mình tu riết rồi không có cát vàng mà toàn đất sét không vậy? Đất cục không đó không? Thành ra cái đó là mình biết là cái tu tập của mình nó đã dở đi. Mình biến sao thay vì cát vàng, biến sao họ thành đất hết. Mà nếu mà mình á, cho nên diễn tả cái ao đó là mình, cái nguyên cái hồ sen là mình chứ không có gì hết đó. Nè, dưới đáy ao là cát vàng nè, nước là bát công đức nè, phải không? Rồi á, cái ao đó là mình thất bảo, nghĩa là cái, ngay cả cái thân này đi, mình nói đơn giản cái thân này là có tính, có văn, có tàm quý, có giới, có tinh tấn, có xả, có tuệ. Thất bảo, trong tâm địa suy nghĩ mình là cát vàng. Rồi mọi mình lưu xuất ra những cái dòng nước của công đức à. Rồi gì nữa, trong ao sen đó hoa sen mọc lên lớn như bánh xe à. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen vàng chiếu hào quang vàng. Mình sao nó tỏ ra vậy, y báo chánh báo là sao, y báo như vậy. Cho nên mới nói sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng. Tâm địa mình sao, lòng mình sao, cách sống mình sao, nó tỏ ra như vậy. Mình hiền lành thì lời nói mình nó hiền lành, mình mắc mỏ lời nói nghe nó mắc mỏ, nó tỏ ra như vậy. Mà chánh báo sao là y báo vậy. Cho nên nói sen gì tỏ ra màu đỏ. Nội cái chuyện diễn tả cái hồ sen thôi đó, chứ chưa nói tới những thứ khác. Nào là tứ biên giai đạo nè, thất trùng lan, bảy hàng cây báo là tượng trưng cho cái gì. Mới nói cái ao sen thôi là ngay ở đó là mình thấy mình trọng rồi. Ví dụ như mình nói trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Mình ở trong cái ao sen mà mình có nghe cái giáo pháp đó. Mỗi ngày trong đời này thiếu gì mình mở lên đó, biết bao nhiêu điều mà mở tâm tư mình hay lắm. Nhưng mà không có biết chọn mới nói chọn nghe gì cho mình thêm thị phi phiền não thì là khổ. Thật ra không có gì lỗi tội gì trong cái những cái việc đó, nhưng tự mình phải ý thức mình bây giờ đang cần cái gì. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ mình biết sức khỏe mình yếu, tự mình phải biết mình đang cần cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, làm gì cho cơ thể mình này, cho tâm thức mình này. Giờ mấy chục năm trời rồi, nhìn đi nhìn lại thấy mình cũng dậm chân chỗ, không có đi xa được gì hết trơn. Năm trước đi về rồi năm sau quay lại cũng đứng chỗ, tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước một bước năm nay cũng không rời. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, một bước cũng không có di dời gì hết trơn, là biết là mình dậm chân chỗ rồi. Thì tự mình phải làm gì cho cuộc đời, cho cái cuộc sống mình nó tiến lên. Cuộc sống này nó màu nhiệm lắm, the miracle. Và quan trọng là mình có nhận diện được và những cái màu nhiệm đó để mình tu tập, để mình sống. Tại vì mình luôn luôn phải tâm niệm rằng một khi mất thân rồi biết chừng nào mới có lại được. Nhất thức nhân thân vạn kiếp bất phục. Một khi mất thân rồi cả 10.000 vạn kiếp sau cũng chưa chắc là có được thân này.
Cho nên tại sao có thân này là mình không có sử dụng cái thân này, mình làm những cái việc nó chính đáng, tư duy chính đáng, nói năng chính đáng. Mà những cái điều đó đâu phải mình bây giờ mới thầy Phật dạy. Đây là những gì Phật dạy rồi, đây là mình là cái băng cassette mình nói lại thôi. Pháp Hòa là băng cassette và mở lại. Mình repeat lại, mình nói lại, mình ôn lại. Vì Phật đã cho mình cái chánh đạo, tức là cái con đường để mình đi, để mình tu tập. Cho nên á, mình chỉ có một cái niềm tin thôi cũng tốt rồi. Nhưng muốn mình được trọn vẹn cái niềm tin của mình á, phải có văn, phải có tàm quý, phải có giới, phải có tinh tấn, phải có xả, phải có tuệ. Mấy cái đó nó nuôi dưỡng cái niềm tin của mình lắm. Cho nên một cái này á, là một mấy cái kia nó nuôi nhau, chứ không phải là tính là tính mà văn là văn không. Nhờ nghe cho nên càng ngày các niềm tin nên nhiều hơn. Văn nuôi tính, rồi giới nuôi tính, tinh tấn nuôi cái tính. Mình tin mà không có siêng năng gì hết, mai mốt niềm tin mình nó mai một, nó lui sụp. Cho nên đầy đủ bảy thứ pháp tài. Rồi đến gì nữa? Mười sức vô úy hoàn toàn tự tại ở giữa vạn pháp. Chữ vô úy là gì? Chữ vô úy là không có sợ hãi. Tại sao mình không sợ hãi? Không lẽ mình anh hùng, mình sao? Vô úy là khi mình hiểu thì mình không còn lo sợ. Ví dụ á, mình biết rằng mình có khả năng giải thích cái công việc đó một cách mạch lạc rõ ràng, cho nên ai hỏi mình bất cứ lúc nào mình cũng có thể mình trả lời được hết, thì cái đó là một trong 10 cái vô úy. Cái đó gọi là biện tài vô úy. Phong rồi, ví dụ như một người nào ta tới đấy, ta tới ta hỏi mình: mấy anh mấy chị á, tu hành mà hình tướng quá, mặc áo tràng, thắp nhang, tụng kinh, tu tâm được rồi. Cái mình nghe người ta nói có lý quá, cho nên mình bị người ta nói một vài câu cái mình sanh tâm sợ hãi và thấy người ta đúng. Còn nếu mình đủ lý luận về những cái pháp mình đang làm, dạ tôi biết, tuy rằng cái hình tướng mà tại vì mình không có cái tướng này, nó không có gò mình được, cho nên nhờ tôi mặc cái áo tràng này vô, cái tôi biết tôi là Phật tử. Hồi nãy giờ tôi đi cả lất khất lắm, nhờ mặc cái áo này vô tôi đi chậm lại. Tôi còn dữ lắm á, nhưng mà nhờ mặc cái bộ đồ vặt hò vô, cái tự mỗi lần tôi muốn chửi ai tôi ngó lại. Áo này mà đi chửi người ta coi không được, tôi dừng lại. Tụng kinh á, tôi biết là Phật đâu có cần mình trả bài đâu, mà nhờ mình ôn tụng lại lâu ngày cho nên mình nhớ hết những lời Phật dạy, chứ Phật đâu cần mình nói Phật nghe. Tôi biết cái tượng Phật này là cái tượng thôi mà, nhưng mà bởi vì mình chưa có đủ khả năng mình định tâm, cho nên mình mượn cái tượng Phật để mình đưa cái tâm mình có cái định hướng. Cũng giống như mình lái xe thôi, mình không biết nhờ đi ngã nào, bây giờ mình dừng xe lại, mình định hướng coi mình muốn đi ngã nào, rồi từ đó mình đi theo cái hướng đó. Nếu mà anh nói là tượng Phật là cái tượng thôi mà, thì cần chi phải lại, thì đúng rồi. Thì tại sao mình phải chào cờ? Cờ cũng là miếng vải thôi mà. Vậy thì anh chào cờ là chào linh hồn của đất nước, của quốc gia đó, tượng trưng qua tấm vải. Thì người Phật tử chắp tay trước tượng Phật biết rất rõ tượng Phật không phải là Phật, nhưng mà nhờ cái tượng đó giúp cho mình định tâm. Vậy thì tượng này tuy không cho tôi phước nhưng có khả năng giúp tôi tâm định. Biện tài của mình có được đó là biện tài vô úy. Rồi thậm chí mình hiểu luôn gì? Mình hiểu luôn là cái lý, cái sự, hay nói cách khác là cái ngã và cái ngã sở. Cái ngã là mình,
Ngã sở là những gì thuộc về mình. Mình hiểu rất rõ mình cũng không, thì những gì thuộc về mình cũng không. Đúng không? Ví dụ như nó, mình nói tôi đâu có thiệt, thì giờ cái chùa này nó cũng không phải của tôi. Nếu nói cho cùng tôi đâu có gì trong này đâu. Phật tử gom lại cúng xây dựng lên là giao cho tôi. Cái này là tôi giữ giùm. Chứ còn nếu đúng ra tôi không có gì trong này. Nếu nói có một chút công thôi. Cho nên tôi không, của cũng không. Ngã không, pháp không. Hay nói cách khác là ngã và những gì thuộc về ngã gọi là ngã sở. Thấy không? Rồi những hình tướng mình làm gọi là sự. Rồi nó chuyên chở những cái ý nghĩa trong cái việc làm đó gọi là lý. Sự lý nó viên dung. Cả hai mình đều thấu hiểu gọi là nhị không. Nhị không là hai cái không. Hai cái không là gì? Ngã không, pháp không. Mình không, cái gì thuộc về mình cũng không. Hiểu vậy cho nên đâu có buồn. Thí dụ lỡ mình, người ta mới cho mình một cái chén đi, xây qua bể mất. Trời ơi, cái chén của tôi mới, của tôi đâu, người ta mới cho, rồi ta trao vô tay mình, cái được tuyên bố là của mình. Chứ thiệt sự 5 phút trước nó của người ta. Mà nếu mà 5 phút trước mà cái chén nó bể, không hề buồn chút xíu nữa đó. Tội nghiệp chị bể cái chén của chị hả? Nhưng mà 5 phút sau vô tay mình rồi, trời ơi, chén của tôi mới vừa được tay cho đó, chưa có ăn uống gì hết trơn, bể rồi. À, mình hiểu được như vậy cho nên mình không có sợ buồn khổ gì nữa, gọi là nhị không. Đó là Pháp Hòa nói hai cái ví dụ đó. 10 vô úy là vậy đó, tức là thập vô úy. Văn trì vô úy. Mình nghe nè, những cái nghi vấn nè, mình nghe rồi, mình hiểu rồi, mình những cái gì mình nghe mình hiểu. Vì mình nghe, mình có thắc mắc, mình phải đi hỏi. Có thắc mắc thì phải hỏi. Hỏi hiểu được cái chỗ đó rồi thì cái văn của mình, cái nghi vấn của mình bây giờ mình hiểu rồi. Vô úy. Không có sợ. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ đại chúng biết nấu ăn. Cho nên bữa nào nói cô giúp giùm cho xào một chảo cơm cho 20 người ăn. Dạ được. Đâu có sợ gì đâu. Tại vì tôi biết nấu ăn, tôi biết làm, tôi biết lượng. Cho nên còn nếu mình không biết trời đất gì hết trơn, trời rung quá, xào có 20 người ăn mà đó lo suốt 2 bữa. Còn người mà ta biết nấu ăn, người ta có sẵn hết, không sao hết. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ như con thỏ. Vui. Tam nghiệp vô ý. Mình có thân, có miệng, có ý. Hồi đó mình chưa có chánh niệm á, mình hay nghĩ tùm lum lắm. Mà hãy nghĩ phải nói, nghĩ là phải làm, cho nên hay tạo nghiệp. Bây giờ từ ngày biết tu tập rồi, có chánh niệm rồi, biết quán chiếu rồi, biết tư duy rồi, biết sống chậm lại rồi. Cho nên cách đây 2 ngày thì có một nhóm quý Phật tử thăm và có những câu hỏi. Thì Pháp Hòa trong cái cuộc sống, các vị vợ chồng cũng có những cái điều khó khăn cuộc sống. Pháp Hòa cũng chỉ nói một điều, có đôi khi những cái điều, những cái cách mình nói, cái cách mình nói nhiều khi nó quan trọng hơn điều cần nói. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ khi một Phật tử nào ta vô chánh điện, ta làm cái gì đó. À, thí dụ bây giờ ta lỡ ta mang đôi dép vô trong chánh điện đi, là cần nói lắm á. Nhưng mà nói làm sao, nói sao cho ta nghe mà người ta hoan hỷ, người ta để đôi dép ngoài. Cái chuyện mời người ta để đôi dép ngoài là điều cần nói đó. Nhưng mà cái cách nói á, nó quan trọng hơn điều cần nói. Ví dụ ha, bây giờ rất là cần nói, nhưng nhìn lại cụ này yếu chân, không có tháo giày ra được, trơn lắm, cụ đi cụ té. Định nói rồi đó, nhưng mà dừng lại kịp. Nhìn lại thấy nói cũng không được,
mà nói không nên nữa. Tại vì người ta đau chân, người ta bị cái chân, người ta cần phải mang đôi giày này để đi ở trong cái phạm vi này. Đâu phải lúc nào nói cũng được đâu. Có những cái cần nói và có những cái cần nói nhưng mà không nên nói, và mình không nên làm như vậy. Tại vì người ta sẽ không có thoải mái vì cái bệnh của người ta. Nó nhiều việc lắm. Ở trong cuộc sống đôi khi mình phải quán câu. Đôi khi cách nói quan trọng hơn điều cần nói. Có những cái nếu mà điều cần nói á, Pháp Hòa rất nhiều chuyện để nói đó. Từ trên xuống dưới Pháp Hòa sẽ nói được hết á. Nhưng mà tại sao em nín? Tại vì em khôn. Nín là vàng, nói là bạc. Thôi vàng tốt hơn bạc. Tại vì mình biết rằng có những cái nó chưa phải lúc để nói. Thành thử ra trong cuộc sống của mình đó, nếu mình mà có một chút tu tập, không dám nói là nhiều chút thôi, thì ít nhất mình cũng có khả năng điều phục được tam nghiệp của mình một phần nào. Nếu mà mình đã điều phục được một phần nào tam nghiệp thân miệng ý của mình, thì mình biết rằng đó, mình tu tập có kết quả. Cái này gọi là tam nghiệp vô úy. Có một cái nữa gọi là chánh niệm vô úy. Có đủ chánh niệm, có đủ năng lực để mình định tĩnh trước mọi tình huống. Cụ hạnh vô úy. Cụ là gì? Cụ là đầy đủ. Cụ là đầy đủ. Những cái hạnh trong cuộc sống của mình, mỗi việc làm của mình nó đầy đủ. Ví dụ như mình đi lên lầu, cái tự nhiên mình thấy bác kia yếu chân quá, mình có khả năng đỡ bác xuống lầu, hoặc là dẫn bác lên lầu, hoặc là mình giúp cho bác lấy cái ly, làm cho bác một dĩa thức ăn, vân vân. Tức là việc làm nào mình cũng có chánh niệm và mình biết được cái công việc mình muốn giúp mà có thể giúp. Cái đó là cụ hạnh. Cho nên đó, người mà có được những cái vô ý, đại chữ vô ý đây có nghĩa là mình tự cao tự đắc gì, nhưng mà mình sure, mình chắc là mình có thể làm được việc đó, mình có khả năng đó, cho nên mình không có lo. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa biết lái xe, từ đây ra tới chợ đi mua rau, bất cứ lúc nào quý vị nói ô tôi cần bỏ rau, Pháp Hòa dẫn. Cho nên lái xe mà không sợ, tại vì Pháp Hòa biết lái xe và biết cái chợ nó nằm ở đâu. Còn như mình không biết lái xe mình nên sợ, hoặc là mình biết lái xe nhưng mà mình chưa có bằng, đây là lái ẩu cho nên lái hồi hộp lắm. Thí dụ vậy. Cho nên ở trong này nói á, Đức Phật là người có đủ 7 cái pháp đó và 10 cái sức vô úy, hoàn toàn tự tại ở giữa vạn pháp. Đại chúng nhớ cái chữ pháp mà trong kinh thường nói là để chỉ cho mọi hiện tượng sự vật, tự tại trước mọi hiện tượng sự vật. Thí dụ như đau bệnh cũng là một pháp, mà mình không có khổ đau, không có buồn lo gì với cái bệnh đó, tự tại với nó. Hồi lúc mà mới Covid đó, đâu có ai tự tại với nó đâu, phải không? Rồi giờ hơn sau 2 năm rồi, giờ cô gì cũng bình thường rồi. Cái lúc mà mới Covid á, ngay trên nhà dưỡng lão á, trời ơi sợ lắm luôn. Ngăn chặn đủ thứ để mà bảo vệ, mà không biết em nào nó về chùa nó nói trời tụi con lên nhà dưỡng lão tụi con làm mà sợ lắm, tại vì sợ mình đem bệnh vô hoặc là thế này thế kia. Cái Pháp Hòa mới chọc á và mới nói mấy đứa vô nói với cô Hằng của sợ dữ lắm, cô Hằng của sợ lắm. Cái Pháp Hòa mới nói mấy đứa vô nói với cô Hằng á,
nói cô Hằng đừng có lo, ở đây không có ai sợ Covid bằng sợ cô Hằng đâu. Trời ơi, mấy đứa ra nó kể cười quá trời cười. Bây giờ hết ai sợ gì rồi. Chứ hồi đầu là sợ dữ lắm. Ở chùa mình có nhiều người sợ lắm. Mấy thầy cầm cái gặp người là né là sợ dữ lắm. Cái đó là mình có sợ. Còn khi mình hiểu nó rồi, mình biết nó rồi, mình hết sợ. Tại vì bây giờ dù tại sao mình không sợ? Tại mình chích thuốc rồi. Bữa nay Pháp Hòa thấy nhiều vị đi chùa, ồ lâu quá không gặp, dạ con đủ 3 mũi rồi. đủ niềm tin để đi mà không sợ. Thì ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy, cũng giống như là mình có được cái năng lực gì thì mình không có sợ. Thì mình đã chích thuốc cho tự nhiên mình bớt sợ. Có thể nói là mình có người thì không sợ, mà cũng có người là bớt sợ. Thầy nên giữ gìn kho tàng pháp bảo gồm 84.000 pháp môn của Như Lai và hải vì chư vị tịnh tính sa môn bà la môn, trưởng giả cư sĩ và phàm phu đang tìm cầu nghĩa lý của giáo pháp mà diễn nói đầy đủ. Đức Phật dặn Ngà Nan hãy đem cái kho tàng pháp bảo 84.000 pháp môn. Thật ra thưa đại chúng, Pháp Hòa nhắc lại á, cái 84.000 là một con số để chỉ cho giáo pháp của Phật linh động, có khả năng tùy người tùy việc mà ứng xử các pháp. Chứ hỏi bây giờ 84.000 biểu đem làm cái list cho pháp thứ nhất là gì, pháp thứ hai là gì, không có. Con số đó là một con số nhiều của Ấn Độ sử dụng để chỉ nói rằng là mình có đủ khả năng vậy đó. Giống như mình nói, trời ơi bữa đó hả, tôi đi ăn cái tiệm đó hằng hà sa số món. Bao biết nhiều quá người ta nói vậy thôi. Hay là nói là trời ơi bữa đó cả 100 món vậy đó, mà thiệt sự đâu có tới. Hay là có thể hơn nữa, nhưng mà người ta nói chung là người ta nói vậy. Đó là một con số nào thôi. Cho nên 84.000 pháp môn là một con số để nói lên là chúng sanh mình á có rất nhiều khổ đau phiền não, cho nên Phật cũng có rất nhiều cái phương pháp để ứng trị vậy thôi. Vì vậy cho nên nẻ nang, thầy hãy vì bốn chúng mà diễn nói rõ ràng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp. Ai nhớ bốn chúng là gì không? Tuần rồi mới vừa nhắc đó, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hoặc là nó là u bà tắc, u bà di đó, bốn chúng mà diễn nói rõ ràng pháp bảo vô thượng. Làm được như thế thì đối với Như Lai thầy không có lỗi gì cả. Nếu không làm được như thế thì thầy có lỗi rất lớn. Cho nên mình á, nếu mà mình không làm được cái gì, một chút gì cho Phật pháp, đó là mình có lỗi lớn. Đã không làm mà mình còn đem những cái điều mà mình làm cho chúng sanh bị thối tâm, thối chí trong sự tu tập, đó là lỗi lớn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thường thường á, nó có những quyển sách rất là hay. Và dĩ nhiên là có những điều trong xã hội này nó rất là điều, nhiều cái điều xấu tệ. Nhưng mình đâu có ngày nào cũng nói điều xấu tệ cho con mình nghe làm chi. Mình nói những cái điều hay ho để cho con mình nó mở mang. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thì có cái duyên á, là lúc vào chùa tu á, thì không có những người đồng trang lứa tu. Pháp Hòa chỉ sống chung và tu tập chung với những vị lớn tuổi, 60-70 trở lên không à. Rồi khi mà Pháp Hòa nhận mấy chú á, thì mấy chú quá nhỏ, cho nên rồi có những việc Pháp Hòa đâu có tâm sự gì được. Nhỏ quá thì đâu có cùng một cái tâm trạng để mình chia sẻ. Rồi già quá mình nói thì tội nghiệp người ta. Cho nên nhiều Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ giờ tháng nào cũng có trả tiền điện cũng không trả ăn được với ai đó.
Nói với mấy chú, trời ơi, thầy khổ quá, tháng này thầy không có trả tiền điện, rồi làm sao? Phải không? Rồi giờ người già cũng đâu làm được gì cho mình, mà người nhỏ cũng đâu làm được gì cho mình. Pháp Hòa đem một cái ví dụ vậy thôi, là thật ra có những việc đó, Pháp Hòa không có kể với mấy thầy là tại vì Pháp Hòa thấy nó không có cần thiết mấy thầy phải biết mấy chuyện đó. Những cái chuyện gì, thí dụ một bữa nào đọc một câu chuyện gì trong kinh, hay những cái chuyện gì nó xảy ra và Pháp Hòa đã giải quyết, đã giúp đỡ được, thường trong những bữa ăn qua kể, kể để cho các vị nghe, để mà học hỏi, để mà tiến bộ, mà phấn chấn lên thôi. Còn những cái điều gì đó không có hay cũng không có kể. Ví dụ mình nói chứ không phải ngày nào mình cũng đem chuyện ai mình kể, tại vì mình làm như vậy không có tốt cho một cái tâm thức của cái người mà người ta cần sự thuần hòa. Cho nên trong cái bài sám mà quy mạng, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân. Trong cái bài sám quy mạng mình tụng đó, thì cái bài chữ Hán đó là lục căn tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh. Tức làm sao mình làm cho sáu căn ba nghiệp của mình đó, mỗi ngày nó thuần hòa ra. Cái gì không cần đừng có để trong tâm, tại vì nó ảnh hưởng đến mình lắm. Mà quý vị để ý, chúng sanh mình có một cái khổ lắm. Cái gì mà tốt mà hay mình không có nhớ nổi, mà cái gì mà nó xấu, nó dở, nhớ hoài không quên. Mà thậm chí còn thề một câu nữa: chết là để dạ, sống để dạ, chết đem theo. Không tin phải không? Bây giờ nãy đọc bốn câu kinh gì thuộc không? Không thuộc. Mà thí dụ bây giờ lỡ mà ra tới cửa một người nào sỉ vô mặt mình, mắng mình câu coi, tôi không quên đâu nha. Đó là cái tập nghiệp của mình. Cái đó là cái tập nghiệp của mình. Cho nên tại sao mình được gọi là phàm phu, là chúng sanh, là tại cái cõi này, cái cõi mà mình đang sống đây nè, cái môi trường, cái hoàn cảnh chúng ta sống á, cái dở thì chúng ta rất là dễ thâm nhiễm, mà cái tốt của chúng ta rất dễ quên. Và thậm chí người ta làm 1000 việc tốt cho mình, chỉ cần người ta làm 1 việc xấu thôi, mình sẵn sàng bỏ hết tất cả cái tốt của người đó, và chỉ giận người đó, ghét người đó, hận thù người đó chỉ vì 1 việc xấu của họ thôi. Đó là cái cách sống của chúng ta. Người ta làm 1000 việc tốt cho mình mà đôi khi mình không nhớ, và thậm chí mình cảm ơn người ta quá trời quá đất luôn lúc người ta làm. Nhưng mà hễ chỉ cần người ta làm 1 việc mà mình không ưng lòng 1 cái thôi, là từ đó về sau mình sẽ không bao giờ nhìn nữa, tại vì mình cảm thấy là người đó. Thì đó là cái cách ở trong cái cõi đời này, thì cái hoàn cảnh, cái nhiễm ô. Cho nên Đức Phật mới nói đó, cái cõi đời này là 5 thứ nhiễm ô, nhớ không? Kiếp trược, kiếm trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, gọi là ngũ trược. Mà nói tới một cái kiếp trượt thôi, là cái kiếp sống này nó ô uế, thì những gì trong kiếp này nó đi theo với cái kiếp phiền não, cái thấy, cái mạng, cái chúng sanh, cái cách sống. Mà muốn độ một chúng sanh ở cõi đời 5 trượt này mà để họ thuần, họ tu, là một cái việc khó khăn vô cùng, khó lắm lắm. Cho nên mà Đức Phật Thích Ca mà Ngài chọn cái cõi này mà Ngài làm đạo đó, thì cái việc làm của Ngài là vô cùng gian nan. Còn Phật Di Đà mà chọn tịnh độ cực lạc để mà độ chúng sanh cõi đó là chuyện easy. Tại vì cõi đó chúng sanh sống không có cái chuyện này. Cho nên Phật Di Đà rất là khỏe, không có xử, không có làm tòa án gì đó. Còn Phật Thích Ca là xử miết thôi. Ví dụ mình không còn nhớ Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ. Xong nói tôi sáng tôi ngồi ở ngoài cửa phòng mà tôi thấy 2 cô ni nào mà đắp y tới là tôi rầu rồi đó. Cái hồi Hòa Thượng giảng, tại vì thường thường là có chuyện bắt đầu đắp y lên thưa gửi. Cô này dày, cô kia người kia. Hòa Thượng nói tôi sáng nào tôi thấy mấy cô ni mà đắp y lên cái tôi biết rồi đó. Thì mình nói như vậy là mình biết rằng á,
Đó là chúng sanh rồi, bây giờ mình có mang vô trong chùa đi nữa đó, thì lẫn quẩn rồi là cũng là chúng sanh. Trừ khi nào mình thật tâm, mình để ý dữ lắm để mình chuyển những cái nghiệp đó. Còn không là mình sống với cái tập nghiệp. Bữa Pháp Hòa đi xuống phòng thăm mấy chú, ủa ở đâu vậy? Bữa Pháp Hòa đi xuống dưới phòng á, mê thăm mấy chú thì thấy một chú đang nghe tập nghiệp, thì Pháp Hòa mới nói cái tập nghiệp nó hay lắm, nên nghe để hiểu. Tại vì thật sự ra cái nghiệp là cái thói quen, mà cái thói quen nào cũng là do mình huân tập nó mới thành. Pháp Hòa ví dụ đi, mình mới bắt đầu học hút thuốc, sau đó mình ý thức mình bỏ liền, không bao giờ nghiện thuốc. Nhưng mà khổ nổi hút vô nó sặc sụa muốn chết, mà ráng hút, hút để cho nó biết quen chứ hút, mà tới hồi nó nghiện rồi là thành tập nghiệp. Mình tu cũng vậy, mới đầu mình ngồi thiền nè khó lắm, ngồi vậy là khó lắm, nhưng mà kệ, cứ ráng ngồi 5 phút ngày, 10 phút ngày, đau chân chút cũng không sao, riết em ngồi được. Kệ, cũng này cũng tập nghiệp phải không, mà tập nghiệp tốt. Trời ơi, ngồi tụng kinh cứ lo ra, ngồi tụng bình thường không lo gì hết đó, mà hãy vô kinh bắt đầu nghĩ không biết muối còn hết, đường còn hết, nhưng mà hãy buông ra là không nghĩ gì hết, không sao hết. Cứ nó càng như vậy mình phải càng tụng kinh, để chi? Để chuyển cái đó. Bởi nếu như mình tụng nửa tiếng kinh mà tập trung được có 5 phút à, không sao hết. Còn hơn là mình chiều nó, để mình thành một cái tập nghiệp là nó lôi mình ra khỏi cái phạm vi tu hành, không chiều nó nữa. Cái tâm ý mình nó lo ra, kéo nó lại. Cho mình ngồi thiền cũng vậy đó, quý vị ngồi nửa tiếng chứ thật sự định tâm chừng 5 phút à. Còn 25 phút kia là mình lo ra. Đây là Pháp Hòa nói những người mới bắt đầu nha. Thế còn mình mà tu tập mà khá khá rồi thì ít nhất cũng được 15 phút, 20 phút tập trung. Nhưng mà không sao, hễ nó vừa khởi tâm nó nhảy ra, kéo nó lại. Tới giờ ngồi thở rồi con, tới giờ ngồi thiền rồi đừng suy nghĩ, nói với nó một tiếng rồi bắt đầu trở lại. Nói giống như con trâu mà trong kinh Phật ví dụ vậy đó. Cho nên tập nghiệp á, là ở phương diện xấu là mình á, là huân tập cái đó, nó thành ra cái xấu. Nhưng mà rồi bây giờ mình chuyển từ cái tập nghiệp xấu chuyển thành tập nghiệp tốt. Cho nên cuối cùng tu để làm gì? Tu để cải đổi con người mình. Thế thôi. Tu để chuyển hóa bản thân mình. Đừng để cho mình sống rạng rỡ, phóng túng theo cái thường tình nữa. Tại mình đã sống như vậy đó, cho nên mình mãi mãi là phàm phu, là chúng sanh. Và các bậc thánh xuất hiện ở những cái cõi như thế này để làm gì? Để làm một cái công việc là nói cho mình nghe mình có khả năng chuyển hóa. Đó là cái thông điệp của Kinh Pháp Hoa. Tinh thần của Kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa là 27 phẩm kinh đó, hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, cũng chỉ nằm gión gọn trong một cái thông điệp ngắn gọn thôi. Đó là khai cho chúng sanh hiểu, chỉ cho chúng sanh thấy và nhận diện được cái đó. Ai cũng có khả năng tu tập và chuyển hóa, gọi là khai thị ngộ nhập 4 chữ. Còn nói đầy đủ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến là gì? Là tự tánh thanh tịnh, là trí tuệ, là Phật tánh của mình, vân vân. Nếu mà thí dụ các bậc thánh xuất hiện ở, giống như một ông bác sĩ mà ông đi vô một cái nơi mà không có người bệnh thì ông làm gì? Ông thất nghiệp. Thật ra bác sĩ mà đi vào một cái nơi mà người ta đang bệnh thì công việc họ mới làm được. Đức Phật, chư Phật cũng như thế. Các ngài có mặt ở cõi đời này cũng chỉ để chuyển hóa cái tập nghiệp của chúng sanh. Thôi, mình dừng đây.
Thưa đại chúng, chúng ta xin hồi hướng và nghỉ ngơi 15 phút. Đúng 4 giờ chúng ta trở lại đạo tràng để tụng kinh công phu chiều thứ 6, kinh A Di Đà. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng nghĩa xin nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên. Đại chúng